Nay em giới thiệu với bà con một giống cây có thể chơi bonsai được. Ở bên Việt Nam mình thì ít chơi, nhưng dòng này ở châu Âu thì hay chơi lắm. Dòng tên em nó là Kiều Hùng. Cái hoa Kiều Hùng mà bà con thấy trên màn hình là Kiều Hùng đỏ. Trước đây em có một clip giới thiệu với bà con là Kiều Hùng hồng, này là Kiều Hùng đỏ. Cái tên khoa học nó thì xíu em sẽ để ghi trên cái tiêu đề luôn nha bà con, cho bà con tiện theo dõi. À, này dòng này là dòng cây lá bản nhiệt đới. Cây này chủ yếu là ở vùng nhiệt đới. À, lá thì xếp hình lông chim. Cây này là em nhớ không nhầm thì nó thuộc họ hoa chinh nữ. À, đối với Kiều Hùng này thì thân rỗ, lá nó kiểu lá me bà con. Nhưng cái dòng này thì lá to hơn cái lá của Kiều Hùng hồng nha, to hơn một tí. Nhưng dòng này thì khác với lại điệp lào nha bà con. Điệp lào lá khác, lá tròn to, cái hoa của nó rất là to nha bà con. Đây là hoa chùm. Những cái mùa thay lá của nó thì mỗi một mắt lá nó ra một hoa, hoa rất là đẹp, cái búp hoa nó cũng đẹp. Em này thì ít kết trái hơn là Kiều Hùng hồng nha bà con. Đây, hoa to và đẹp. Mùa này thì cũng không phải là mùa hoa cho nên cũng ít hoa. Này là hoa trái mùa. Thường thì những cái đợt nó hoa nó có từng đợt, không phải mùa. Hoa nó từng đợt, đợt hoa này ít hoa. Hoa rất là xinh. Này thì bên em có bán giống nha. Một cây giống bên em bán 50k. Bên em giao 5 cây nha bà con. Cái nhánh giống trung bình bên em cỡ tay út hoặc nhỏ hơn một xíu và nó cao khoảng 50. Sống khỏe nha bà con. Cây giống thường thì nó khoảng 8 tháng tuổi. Em bên cây giống bên em là trồng rất là lâu. Cho nên mới là giao lưu với bà con chứ không không phải là ra rồi rồi giao lưu liền nha bà con. À, cái dòng này thì chiết cành cũng rất là dễ dễ chiết. Nó không có hạt, ít trái và ít hạt cho nên là bên em cũng không có ương hạt. Kiều Hồng Hồng thì mình cũng có thể ương hạt nha bà con. Đối với dòng này ương hạt thì nó cũng không có gì thay đổi. Sau đây là em sẽ quay cái màu hồng rồi. Em hái một cái hoa để em để lên trên cái ly để cho bà con so sánh hoa nha. So sánh cái cỡ hoa. Cái hoa nó to lắm. Đây là cái hoa nè. Em để trên cái bàn tay nè bà con nhìn. Đây là cái ly cà phê em uống hàng ngày nha. Em để lên nè. Đây em để nó lên. Nó lọt vào ly cà phê. Nếu mà mình nói cái cỡ thì nó to tại vì nó xui. Cái nhánh các cái này kêu các cái hoa nó chia ra mà mấy cái này nó nhỏ cho nên nó mềm, cho nên để vô cái ly thì mình đặt lên trên cái ly thì nó tuột. Nhưng mà nó to hơn cái miệng ly nha bà con.
Đây là mặt dưới của hoa nè. Cái cấu trúc hoa nó mặt dưới giống như màu cừu hồng hồng nha. Cái đài hoa nó cũng ở khoảng 2 cm. Nó khác với hồng một chút đó là cái này cơ bản là hình cầu, gần như tròn đó bà con. Còn hồng thì nó không có được tròn lắm. Xíu em sẽ quay màu hồng ra. Đây em sẽ đi quay cái màu hồng để bà con so sánh luôn nha. Đây là cây màu hồng nè bà con. Bầu công thì hồi sớm mưa cho nên là nó hoa nó hơi ngã ngã xíu. Về cấu trúc hoa của màu hồng thì cái này nó không có xè được tại mưa. Ví dụ em quay những cái gần gần đây. Đây, ở giữa của cái hoa màu hồng nó có những cái đài hoa màu trắng nè. Đó. Còn cái đỏ thì nó giống như là tròn, cho nên nó khác nhau một chút. Cái lá của màu hồng đẹp, đẹp hơn cái lá màu đỏ. Tại vì cái lá màu hồng nó nhuyễn hơn, nhỏ hơn. Cái lá màu đỏ thì to hơn. Còn về cái búp hoa ban đầu thì giống nhau. Búp hoa ban đầu giống nhau nha bà con. Khác màu hồng thì nó khác với màu đỏ. Màu hồng thì nó ở phía trong nó trắng, ở cái đầu cái ở phía phần đầu thì nó màu hồng, ở trong nó màu trắng. Đây bà con nhìn rất là dễ. Tại này mưa, mưa nó không xòe ra, chỉ kiếm những cái hoa xòe ra. Kìa, bên xa xa đằng kia có những cái hoa nó xòe ra bà con. Thì bà con nhìn thấy cái phần ở dưới thì nó màu trắng, còn phía trên nó màu đỏ. Ở bên trong nó thì có những cái đài hoa nó màu trắng nó cũng to. Đây đây, ở phía bên trong nó có những cái đài hoa nè. Đó, tròn tròn. Để em cho nó nét. Đó, đây 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 đây, nhìn thấy dễ. Còn màu đỏ thì nó không có. Màu đỏ là cơ bản nó tỏa ra mọi hướng giống nhau. Màu hồng thì kết trái nhiều nha bà con nè. Trái bao la. Màu đỏ ít trái lắm. Lâu lâu mới thấy nó có trái. Đây là màu hồng. Đây là màu đỏ. Em này làm bonsai đẹp lắm. Nhưng mà nó phát triển nhanh, cái cành nó dẻo dài. Cho nên mình làm bonsai cũng cực cắt tỉa liên tục. Đây là màu hồng. Em quay cây màu đỏ lại cái nữa thì mình kết thúc clip nha bà con. Cả hai giống này em đều bán đồng giá như nhau, bà con có yêu thì liên hệ em. Đây là cỡ cây giống màu hồng nha bà con. Màu đỏ thì ý lộn, màu đỏ. Màu hồng thì nó cũng cỡ cỡ vậy. Đây. Cây giống màu hồng. Này là cây giống màu đỏ nha bà con. Thấy nó dài vậy. Già rồi. Lâu rồi, 8 tháng tuổi. Mà nó rất là già. Rễ thì rất là nhiều. Ê, bà con nhìn từ phía xa thì nó cũng rất là đẹp. Mà có điều là đợt này ảnh em ấy ra hoa cũng không có nhiều. Cho nên nhìn nó cũng không có lung linh lúc cứ ra hoa nhiều. Em này có giai đoạn ra hoa nhiều lung linh lắm. Đẹp tuyệt vời luôn. Do cái hoa nó to. Cho nên mà giai đoạn mà nó ra hoa nhiều nhìn nó đẹp. Chùm chùm xa xa đỏ 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 đỏ. Cái màu đỏ với cái màu xanh nó phản xạ với nhau. Đây.
có những cái chùm hoa rất là nhiều hoa đây. Đây nè, đây là những chùm hoa nhiều hoa nha bà con nè, hai ba hoa, nó mỗi mắt hoa, nó mỗi mắt lá nó một hoa, mỗi mắt lá nó một hoa. Rồi ai yêu liên hệ em về cây giống 0918755712 Hoàng Dũng, em ship 5 cây nha bà con. Đây hoa nữa nè.